Tham gia triển lãm quốc tế Việt Build 2022 tại Hà Nội, công ty Suntech Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng các thiết bị chiếu sáng, lưu trữ và hòa lưới điện bằng năng lượng mặt trời. Với bề dày trên 15 năm hoạt động, cùng 63 chi nhánh và 1.000 điểm bán, Suntech đang cung cấp vật tư chiếu sáng lưu trữ năng lượng mặt trời cho Viettel Construction trên toàn quốc. Chúng tôi đang nghiên cứu phát triển các giải pháp năng lượng sạch khác để trở thành đơn vị dẫn đầu trong nước và hướng tới thị trường quốc tế về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu sạch từ thiên nhiên được tin dùng một cách triệt để. Đây cũng là động lực giúp Suntech đáp ứng được nhu cầu thị trường và luôn đảm bảo chất lượng, giá thành cho từng sản phẩm.